Hey, Yoshi của mọi người, mình là Tài đây. Thì hôm nay mình sẽ đi thịt con heo là con quái cuối cùng ở trong chỉ trừ ký ức cho mọi người. Oh shit, mình đang bị cảm lạnh, cảm nặng luôn đó chứ vậy. Đây, đây là con heo và nó chỉ sợ lửa thôi. Oh shit, ông nào cũng đánh 10.000, 100.000 đó hả? À, điểm lát trời. Chắc là điểm tổng. Ok thì hai con đây, mình chỉ còn hai con thôi đấy. Quạch mục đích mình mà mình muốn giữ lửa là để thịt cái con heo này nè, chứ bên giờ mà không có con heo mà con rồng thì mình cũng thịt con rồng bằng lửa thôi đấy. Mới vô thục nó trước phát thì con này mọi người không thể dùng đạn sát thương vật lý đánh nó nhá, bởi vì nó một cái cơ chế khi mà lên cấp SS đó là kháng tầm 20% sát thương vật lý đó, nên là mình khuyên mọi người cầm nguyên tố đánh nhé. Cấp C xong nè, tiếp theo cấp B nha. Tí nữa mình sẽ thêm cái con mây vào để cho nó tăng thêm SP. Hiện tại mình cần SP hơn. Xong. Tí nữa đợi tầm đánh con SS đó, mình sẽ thay tăng SP cho nó, tăng tầm là 50. 50 điểm SP xong rồi, để nó tự đánh lên 80 điểm SP rồi cách tất sát. Con flame show mình cũng mạnh rồi, không cần phải bớt thêm nhiều sát thương lắm. Sẽ có nhiều người hỏi tại sao lại nó lại mạnh, bởi vì mình full chấn cái này rồi mà. Thật ra sắp full rồi. Thay vì mình dùng con nữ oa hay là gì, phục hy nữ oa đúng không? Nữ oa thì mình lại dùng gì ở Snake Spear, đúng không? Mình sẽ dùng Snake Spear cho nữ oa thay cho nữ oa, do là hồi đó mình quay không ra con nữ oa, mình điên đầu quá cái mình không gì luôn. Đấy, đánh những đường cơ bản thôi, chẳng còn phải công cần. Cái này là con cấp S rồi này, nó không có con cấp A, nó là con cấp A thôi. Tiếp theo là con cấp S, xong rồi mình thoát ra. Thì bình thường mình sẽ quay vực cơ, nhưng mà do là hôm nay là ngày đóng vực mà, làm quái có vực cho mình chơi. Chú heo con, lần này là dồn đam luôn. Chưa kịp QTE kìa. Mày hết cái chiêu kia luôn ạ. Vừa mới hết cái QTE luôn. Cái thật sự. Đánh chay gần hết phút. Thằng con dơi này, lướt tất sát cho nó nhanh này. Đấy, mình thấy con Pavani này này, nó Pavanti nhỉ, Pavanti con này, làm con này á, thấy khá là đẹp. Rồi cái cấu trúc cái lưng của nó, rồi cái sừng nó nhìn khá là kiểu như là chi tiết á, mình khá là thích mấy con boss như thế này. Nếu mà có mô hình của con này thì chắc chắn mình sẽ mua.
nhưng mà cũng khoảng giá tầm 2 đến 400, dao động từ 2 đến 400 thôi. Còn nếu mà quá thì mình sẽ không mua đâu, tiền lồn đâu ra mà mua. Ok, thì lần này như cũ rồi, nhưng chỉ có điều là nó thay là có con mây rồi chổng. Mây mục đích là tích SP nhanh hơn thôi chứ chẳng hơi đi kém gì đâu. Ôi nè, thì sẽ có một số người nhá, là mình nói một số người thôi, sẽ không để ý là kỹ năng của cái cây yêu đao cherry máu này là nó sẽ có khả năng là làm cho mọi người không bị đóng băng nhá. Như vậy mọi người thấy là mình đâu bị đóng băng đâu. Đấy, khá là tiện. Một cây mà thật ra không chỉ mỗi là cái cây 6 sao, cái 5 sao bạn được nha mọi người, là kiểu không biết nó cường hóa kiểu gì, nhưng mà mình sẽ không cần, không kiểu không không sợ kia cả, không sợ bị đóng băng nhé. Thì mình vừa mới thi toán về thì thấy toán làm tè le tè lẹt ở cái bài khó nhất. Toán 11 cũng bắt đầu khó đó, lắm rồi. Nói nghe nói là 11 chính là cái lớp mà nó khó nhất trong cái khối cấp 3. Sau đó 12, sau đó lớp 10. Lớp 10 là nhẹ nhất. Rồi ok, đấy mình xoay rồi. À đủ. Con chó này bị lừa bỏ. Hồi nãy sao được mà ta? Chắc nãy ăn may. Thì rõ ràng mình đâu còn phải né đâu. Thôi phải cần thêm nhiều tất sát mới giết được. À mày không thoát được tao con trai à? Ơ trời, chưa kịp tích tích ký ấn ký vào kìa. Thì con này nếu mà tích dấu ấn lên người kẻ địch thì nó sẽ gây nhiều sát thương hơn cho mọi người. Mà để giùm mình đó, cái dấu ấn nó hình cái lửa đó. Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. 2 phút 38 giây rồi. Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Thôi chết mẹ mày đi. Thì đa phần đánh chiến trường ức thì mình toàn đánh chay không à. Chẳng bao giờ đội hình QTE cả. Bởi vì mình chẳng có đủ đồ cho cả đội hình. Đó, đây là chỉ đánh chay thôi. Đấy thì sẽ qua được tổng cả 3 con boss là gì rồi. Cảm nặng rồi. Thì theo được thông tin mà mình nhận được thì lần sau sẽ là tiếp tế, ngày mai sẽ là tiếp tế mở rộng của Vermilion gần nay. Mình khá là thích được nó nhưng mà mình hết mẹ Crystal rồi. 80.000 đi qua. Vậy được rồi. Đấy. Mình sẽ xem thông báo nhé. Đây là nha, cái này bình thường, cái này bình thường, cái này bình thường, cái này bình thường, cái này nhè. Mình sẽ tham gia cái này sau nhé. Còn cái này à, bình thường đây nha. Vermilion Knight nha mọi người. À mình sẽ xem coi cái sự kiện mới là cái con mẹ gì. Hình như là chớp tác chiến xanh con boss kia là ngày mai. Ok, ngày mai đúng không? Ngày mai mình sẽ test cái sự kiện này nhé. À, đâu rồi? Đây. À, không phải. Nhưng mà cái gì đây? Ui dồi, chấn của ủa sao kỳ vậy? Sao lại là chấn của con phu hua trong khi nó lại coi ra ra Vermilion Knight ta? Vô lý vậy. Mình xem lại nào, nó rõ ràng viết chữ Vermilion Knight mà. Ừ, Vermilion Knight kìa. Vô lý. Đây, mai là event này sẽ ra nha và mình sẽ cố gắng xem coi là mình săn được con lồn này không.
À, thôi xin chào anh gặp mọi người trong các chương trình sau nhé. Bye.